Lịch cắt điện tại Vĩnh Phúc từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Chi tiết lịch cắt điện tại Vĩnh Phúc từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Điện lực ngày thời gian từ thời gian đến khu vực điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần xã Tam Hợp, một phần thị trấn Hương Canh Lộ, 376E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần xã Tam Hợp, một phần thị trấn Hương Canh Lộ, 376E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần một phần xã Quất Lưu, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Tam Hợp, một phần thị trấn Hương Canh Lộ, 474E4.3 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần TT Đạo Đức Lộ, 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần TT Đạo Đức Lộ, 374E251 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần thị trấn Hương Canh, một phần thị trấn Thanh Lãng, một phần xã Tân Phong Lộ, 477E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh Lộ, 475E2511 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh, một phần xã Hương Sơn Lộ, 473E2511 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần xã Tam Hợp, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Thiện Kế Lộ, 481E259 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần một phần xã Quất Lưu, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Tam Hợp, một phần xã Thiện Kế, một phần thị trấn Gia Khánh Lộ, 376E4.3 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 19:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần xã Hương Sơn, một phần xã Thiện Kế Lộ, 472E259 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 8 tháng 6 năm 2023, 22:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh Lộ, 474E251 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07:30, 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh, một phần xã Thiện Kế Lộ, 474E254 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 01:00, 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh Lộ, 474E2511 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00:00, 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07:30, 00.0001 phần thị trấn Hương Canh, một phần
xã Sơn Lôi, lộ 475E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 00, 00, 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 30, 00.000 một phần thị trấn Hương Canh, một phần, xã Sơn Lôi, lộ 475E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00, 00.000 một phần thị trấn Gia Khánh, một phần xã Hương Sơn, lộ 473E2511 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00, 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần thị trấn Gia Khánh, lộ 475E2511 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần TT Đạo Đức, lộ 374E251 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần thị trấn Hương Canh, một phần thị trấn Thanh Lãng, một phần xã Tân Phong, lộ 477E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần TT Đạo Đức, một phần thị trấn Hương Canh, lộ 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần TT Đạo Đức, một phần thị trấn Hương Canh, lộ 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần TT Đạo Đức, một phần thị trấn Hương Canh, lộ 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, một phần, một phần xã Quất Lưu, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Tam Hợp, một phần thị trấn Hương Canh, lộ 474E4.3 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần TT Đạo Đức, một phần thị trấn Hương Canh, lộ 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, một phần, một phần xã Quất Lưu, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Tam Hợp, một phần thị trấn Hương Canh, lộ 474E4.3 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần xã Hương Sơn, một phần xã Thiện Kế, lộ 472E259 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 07, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 một phần xã Tam Hợp, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Thiện Kế, lộ 481E259 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19, 00. 00.000 một phần thị trấn Hương Canh, một phần xã Sơn Lôi, lộ 475E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19, 00. 00.000 một phần thị trấn Hương Canh, một phần xã Sơn Lôi, lộ 475E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 00. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19, 00. 00.000 một phần thị trấn Gia Khánh, một phần xã Thiện Kế, lộ 474E254 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 14, 30. 00.000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 17, 00.
00.0001 phần thị trấn Gia Khánh Lộ 474E2511 Bình Xuyên. Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 18:30. 00.0000 ngày 9 tháng 6 năm 2023, 20:30. 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh Lộ 474E2511 Bình Xuyên. Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần xã Hương Sơn, một phần xã Thiện Kế Lộ 472E259 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh Lộ 475E2511 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần xã Tam Hợp, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Thiện Kế Lộ 481E259 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh, một phần xã Hương Sơn Lộ 473E2511 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần TT Đạo Đức, một phần thị trấn Hương Canh Lộ 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, một phần xã Quất Lưu, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Tam Hợp, một phần thị trấn Hương Canh Lộ 474E4.3 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần TT Đạo Đức, một phần thị trấn Hương Canh Lộ 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, một phần xã Quất Lưu, một phần xã Hương Sơn, một phần xã Tam Hợp, một phần thị trấn Hương Canh Lộ 474E4.3 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần TT Đạo Đức, một phần thị trấn Hương Canh Lộ 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần TT Đạo Đức, một phần thị trấn Hương Canh Lộ 377E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần TT Đạo Đức Lộ 374E251 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 19:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần thị trấn Hương Canh, một phần thị trấn Thanh Lãng, một phần xã Tân Phong Lộ 477E257 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Điện lực Bình Xuyên ngày 9 tháng 6 năm 2023, 22:00. 00.0000 ngày 10 tháng 6 năm 2023, 00:00. 00.0001 phần thị trấn Gia Khánh Lộ 474E2511 Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Nguồn: Điện lực miền Bắc.